thì ông xã em không may bị tai nạn mất. Thì hiện tại thì em với con em đang sống, hai mẹ con sống với nhau được cũng mất được 4 năm rồi. Bây giờ hai mẹ con sống với ai? Dạ thì hai mẹ con đang sống riêng chị. Chia sẻ với hoàn cảnh của em gái. Họ rất là chịu với em nhưng mà họ dữ quá, em dữ chịu quá. Dạ. Rồi mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba là do gia đình của ấy điều kiện quá cao sang đi, em cảm thấy mình mặc cảm. Em muốn dừng lại. Rồi, có câu nói yêu bằng mắt, yêu cái ban đầu á, cảm giác thích. Chỉ muốn thời gian sau như thế nào mình tìm hiểu nữa mình sẽ biết nhiều hơn, còn giờ trước mắt là mình chỉ biết thích thôi, thích bạn, thích em. Không biết nói sao hết. Mời nhà trai. Mời em trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu. Trước tiên xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quan khách quý vị ở đây ạ. Xin chào. Chào em. Chào anh Linh. Và chào chị Mai bên đó nữa ạ. Với chị, với bạn gái. Chào em. Dạ em tự giới thiệu, em tên Nguyễn Đức Hoàng. Năm nay là 38 tuổi, sinh năm 1984, tuổi Tý. Dạ, hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, Dầu Tiếng. Trước đây là công việc em ở Sài Gòn nhưng mà giờ do dịch em đang ngưng hoạt động lại. Nhưng mà Hoàng đang làm công việc chính là gì? Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên xe, hãng ô tô xe cho. À xe đó hả? Dạ. Tức làm về kỹ thuật hay là buôn bán xe? Dạ làm hợp đồng, ký hợp đồng cho khách hàng. À tức là làm về bộ phận làm hồ sơ đó ha. Kia, hả? Dạ. Kinh doanh cho thuê xe này kia ha. Vậy là nhân viên đúng không anh? À nhân viên. Rồi mời nhà gái. Giới thiệu về mình nha. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào xin chào chị Ngọc Lan. Cũng như là xin chào bạn Nam ngồi hàng rào kế bên. Cũng như xin chào tất cả toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem đài truyền hình. Em xin giới thiệu, em tên là Tống Thị Phương Thảo. Hiện em đang 29 tuổi. Dạ cũng đang công tác và sinh sống ở Bình Dương. Thì công việc chính của em hiện tại là chuyên viên tư vấn tài chính. Thôi Hoàng nói cho bên nhà gái biết mình có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì. Điểm mạnh của em là dám làm dám chịu. Được. Nhanh lẹ chắc. Nhanh gọn lẹ dạ. Chắc. Thích làm, thích ăn, thích chơi. Chúng em có phần đam mê là thích ca hát. Thích làm, nấu ăn. Thích ăn, thích chơi, thích ca hát. Dạ. Thích nhiều quá ha. Thích rồi. Nấu ăn nữa. Thích nấu ăn nữa. Dạ. Thích đủ thứ luôn á. Rồi bây giờ đó là ưu điểm của mình rồi, còn khuyết điểm của mình là cái gì? Khuyết điểm của em là đói bụng là khó chịu. Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Có nóng tính gì không? Có hút dạ, được có không? Hút. Hút thuốc. Có hút ít. Hút nhiều mà. Không? Dạ ít à. Ít là ngày mấy gói? Dạ khoảng ngày 5-6 điếu à. Ừ đúng là cũng ít. Trường hợp là bữa tiệc hay bữa cơm em mới hút, bình thường em rồi, hút. Rồi bỏ được không? Dạ được. Được, ok. Em đã từng bỏ rồi. Rồi thôi bỏ luôn đi. Mời nhà gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là cái gì cưng? Ưu điểm của em là em thấy là mình là người hòa đồng, hoạt bát. Cũng dễ gần gũi. Với lại nấu ăn cũng ổn. Còn điểm yếu của em thì em tính sạch sẽ, gọn gàng á chị. Về nhà mà thấy nhà cửa bề bộn là không chịu. Mới là không chịu, khó chịu. Dạ. Nhưng mà lúc đó là mình bực bội rồi mình càm ràm mà mình có la không? Chắc cũng có chị. Vậy hả? Với lại sống hơi nội tâm á chị. Nhiều khi cũng hay tự khóc mình. À, buồn buồn khóc chơi vậy đó hả? Chứ lại điểm yếu nữa là chắc hát không được hay, hát dở. Không sao, bên kia hát hay. Chắc buồn qua sức lại vậy. Đúng. Bây giờ nói chút xíu về đường tình duyên đi. Em thì em có 3 mối tình lâu và ấn tượng nhất, 3 mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là năm 20 tuổi, là mối tình học sinh á. Là mấy năm? 5 năm. 5 năm? Dạ. Mối tình thứ hai mấy năm? Dạ, gần 2 năm. Là 7 năm? Dạ. Mối tình thứ ba? Cũng gần 2 năm luôn. Là 9 năm? Dạ. Có kinh nghiệm 9 năm yêu nhau rồi. Với 3 mối tình như thế. Dạ. Bây giờ mình nhìn kỹ lại xem. Mình kiểm tra lại xem sau 3 mối tình đó chia tay rồi mình có những sai sót gì. Dạ em cũng đã nhận thức được cái điều này. Mối tình đầu tiên là do còn nhỏ quá, mình chưa có suy nghĩ tới sự hôn nhân. Rồi. Đâm ra hai bên thì có sự đổ vỡ thì cả hai bên tiếc nối cũng vẫn ngậm ngùi chịu thôi. Rồi. Đó là mối tình đầu. Mối tình đầu. Mối tình thứ hai là quen thời gian nhưng mà hai người không hợp nhau. Họ rất là chịu với em nhưng mà họ dữ quá, em không dữ chịu quá. Dạ. Rồi mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba là do gia đình của ấy điều kiện quá cao sang đi, em cảm thấy mình mặc cảm. Em muốn dừng lại. Rồi ok, đó là
cái tình hình ba mối tình đã trôi qua như vậy đó, nhà gái thấy sao? Bên đó ba mối, bên mình bên này mấy mối? Cái này em cũng tâm sự luôn là em hiện tại là mẹ đơn thân, có bé trai 8 tuổi rồi. Mối tình sâu đậm nhất thì của em thì cũng là với ông xã của em cách đây khoảng 4 năm. Thì ông xã em không may bị tai nạn mất. Dạ. Thì hiện tại thì em với con em đang sống, hai mẹ con sống với nhau được cũng mất được 4 năm rồi. Bây giờ hai mẹ con sống với ai? Dạ thì hai mẹ con đang sống riêng chị. Chia sẻ với em một chút xíu. Dạ. Rồi, chia sẻ với hoàn cảnh của em gái. Em bé đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đây con trai ngồi đây đó hả? Dạ đúng rồi anh. Mấy tuổi rồi? Dạ 8 tuổi. 8 tuổi hả? Thôi bây giờ coi như mình gạt những giọt nước mắt đau buồn đi. Dạ. Mình bước sang một trang mới. Tuổi thanh xuân mình cũng còn trẻ mà. Bây giờ thì chúng ta có thể quên đi. Rồi để mình bước tiếp một bước nữa. Để có một người đàn ông để nương tựa vào vai ha, để chăm sóc gia đình mình nữa. Câu chuyện bạn ấy đã có gia đình. Dạ. Mà ông xã mất rồi. Dạ. Có đứa con nhỏ dưới đó, em thấy sao? Dạ với em, một người đã từng trải một gia đình có con, thà có tốt hơn không có. Giả sử như tụi em có thành với nhau là không có thì sao? Có con là do ông trời nữa. Rồi, được rồi. Có hơn tốt hơn. Rất là cảm ơn bạn nam bên đó vì cái câu trả lời này. Lỡ sau này tụi em đến với nhau mà không có con thì sao? Nó cũng làm cho mình ấm lòng nữa. Bây giờ nè, mình nói về cái mong muốn mình có một cái người bạn trai như thế nào. Để một tí nữa chị Lan qua, chị Lan cố gắng là kỹ kỹ cái chỗ này một chút. Dạ. Trước tiên thì bạn nam nó phải hiểu được cái hoàn cảnh và thông cảm cái hoàn cảnh của em. Và nếu mà đã thương em thì phải thương con em nữa. Dạ, đó là đầu tiên. Sau là thì em cũng muốn bạn nam nó cao. Cao một chút để che chở được cho hai mẹ con ha. Dạ, với lại một người là một người mạnh mẽ, độc lập, có tính quyết đoán, công việc kinh tế cũng phải ổn định. Nãy giờ bạn trai nghe thì mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu anh đó rồi? Dạ đủ hết. Đủ hết, anh thấy cũng đủ hết rồi đó. Còn em muốn có một người người vợ tương lai thế nào? Cái tương lai thì sắp tới thì mong muốn người vợ thì biết sống, hiểu biết chuyện và yêu thương gia đình là được rồi. Còn đi bạn gái có người con trai là thật sự mà nói, mình chỉ tính từ giờ trở đi thôi, quá khứ không tính nữa. Thương người thương luôn cả đường đi. Hay quá. Đó, bên nhà trai tôi ý vậy đó. Nhà gái thấy sao? Để xin phép được bước qua nhà. Chào chị Mai. Dạ. Được lắm. Em ơi, cao to đẹp trai ngon lành lắm. Thật ra thì qua đây cũng không biết hỏi gì đâu. Tại vì tất cả những gì mà bạn đã nói, tâm sự nãy giờ thì mình hiểu một phần nào đó về con người này. Rồi cũng rất là, cũng khá là phù hợp với những gì mà bên kia yêu cầu. Và bản thân bà Mai cũng cảm thấy là khá là an tâm. Nên là bây giờ chỉ qua đây hỏi là mình đang đi với người thân nào. Dạ nếu một mình ba mẹ lớn tuổi quá đi không nổi. Vậy ha, rồi có anh Quyền Linh hỗ trợ. Mình hỏi người thân của nhà gái nè. Đi để với em lo anh thấy được đó. Em đi với mẹ. Đi với mẹ với con trai hả? Dạ. Con chào cô. Dạ trời ơi mẹ trẻ quá ha. Dạ chào cô. Bé Thảo á, nhà chị thì cũng mạnh mẽ, cũng chịu khó. Hai mẹ con sống với nhau cũng rất là buồn. Cho nên cũng cần một cái điểm tựa. Bây giờ thấy cũng gần 30 tuổi rồi thì cũng không còn trẻ trung gì nữa. Và cái thời gian đau buồn cũng đã qua khá dài. Cho nên là cũng muốn tìm một cái nơi để hai mẹ con nương tựa thì mới đến đang tham gia chương trình này. Thì cũng cầu mong gặp được một cái người bạn trai mà hiểu biết, thông cảm được cái hoàn cảnh cho hai mẹ con. Nghe bạn trai đây nói về cái sự thông cảm đó thì chị rất là mừng, rất là xúc động. Còn lại cái duyên thì tùy hai đứa. Thì và chị thấy bạn trai bên này cũng rất là ưu tú. Nói chung là tất cả những cái gì thì nó cũng phải có thời gian để tìm hiểu rồi hai đứa coi có cái duyên đến với nhau hay không. Thì cũng cầu mong là cho hai bạn cho nhau cơ hội để cùng nhau nương tựa vào cái khoảng thời gian sắp tới cho tương lai nó được vui vẻ hơn. Thì chị cũng mong như vậy thôi.
Cảm ơn nhà gái. Con trai, con muốn mẹ lấy chồng chưa? Dạ. Hả? Sao vậy? Chú về chơi điện tử với con. Chú về chú chơi với con, chú đưa con đi học. Chú bảo vệ cho mẹ nữa. Rồi bảo vệ cho con. Ở nhà điện nước hư rồi có chú sửa. Ý con sao? Nói cô Lan nghe. Để nói nhỏ cô Lan nghe coi. Sao? Nói cô Lan nghe coi. Dạ. Muốn mẹ có một cái người khác ở cái bên để chăm sóc không? Lỡ mẹ bệnh rồi sao ai chăm? Mấy dấu là xấu. Chú này xấu hả? Không dám đâu. Chút nữa con lên con nhìn gần chú rồi là chú đẹp trai lắm mà. Nãy cô Lan đứng gần cô Lan đẹp trai dữ lắm. Cao to không? Chưa chịu hả? Không. Mà không cao bằng cha con. Không cao bằng cha con. Cha con cao lắm hả? Cha cao nhiêu? Cao chú lên không? Cao chú còn lên không? Cao hơn xíu. Cao chú còn lên luôn. Cha con cao dữ vậy đó hả? Rồi ok. Nói cho vui, bé còn rất là nhỏ ha. Quan trọng là hai người lớn thôi. Quan trọng là bạn nam. Đúng rồi. Có chinh phục được trái tim của cậu bé này hay không? Thôi bây giờ mở rào. Đúng cho rồi. Hai bên cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi mình trò chuyện với nhau rồi mình tính ha. Mở rào. Mở rào. Chào em, anh có món quà đơn giản tặng em một kỷ niệm. Dạ, thì cũng có món quà nhỏ tặng anh, trong đó là có cuốn sách với lại cái viết. Để có gì anh có làm công việc gì cần nên biết thì sẽ nhớ đến em. Lúc nào anh cũng sẵn sàng cầm này, anh cũng thường xuyên cầm sổ sách. Dạ. Cảm ơn. Hai em cứ ngồi đối diện nhau trò chuyện đây nè. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Thảo thấy nhà trai bên anh thế nào? Dạ, em thấy thì hiện tại cũng ổn anh. Em trai thấy nhà gái thế nào? Dạ dễ thương anh. Dễ thương đúng không? Con trai mà có câu nói yêu bằng mắt, yêu cái ban đầu á, cảm giác thích. Chỉ muốn thời gian sau như thế nào mình tìm hiểu nữa mình sẽ biết nhiều hơn. Còn giờ trước mắt là mình chỉ biết thích thôi, thích bạn, thích em. Không biết nói sao hết. Thích rồi biết nói sao hết chị ơi, giờ khó nói quá. Em hỏi coi có gần về em không? Nó chạm một cái hỏi gì đó trong cái con tim mình nó hơi bối rối một tí xíu. Có gần nhà nhau không hai bạn hỏi? Hỏi đi. Em ở xã nào, huyện nào ở Bình Dương? Em ở Bến Cát anh. Anh ở Dầu Tiếng. Dạ vậy cũng gần. Dạ thì vì vấn đề ví dụ như sau này em với anh có thể đi tiến tới được xa hơn thì quan niệm về con cái anh sẽ như thế nào? Chẳng hạn như vấn đề con chung thì như này, sau này anh sẽ dạy dỗ nó như thế nào? Dạ. Nếu sau này mình thành là vợ là chồng đi, nếu mình có con riêng, trai hay gái gì cũng như là con, thì anh sẽ thương con em nhiều hơn một chút. Giả sử như anh có một cây kẹo đi, anh cho con chung mình thì em sẽ buồn một chút đúng không? Nếu mà cho con riêng của em sẽ hạnh phúc, anh được cho một được hai. Anh nghĩ là như vậy. Nói chung con nào cũng là con hết. Em thì quan điểm thì công bằng. Miễn sao mình đừng có để các con nó cảm thấy là nó đứa này hơn đứa kia kém. Nhưng bạn trai suy nghĩ vậy cũng hay đó. Tức bạn trai cố gắng bù đắp một chút gì đó cho con trai. Cái này cũng là một cái ý hay đó nha. Thương con tự động thương lại lớn nên ai cũng có sự hiểu biết rồi. Tự động nhận thức được. Như mình ra ngoài đi, người ta mời mình bữa cơm thôi, mình ăn mình cảm thấy còn nhớ ơn rồi. Không chi mình dạy con nên người mình cho ăn học thì con tự hiểu biết nó sẽ thương mình đấy, như cha ruột đó. Nó một cách sống của xã hội, anh nghĩ là vậy. Mình bàn xem khoảng bao lâu nữa thì mình có thể kết hôn được. Cái này anh hỏi em nha, khoảng bao lâu nữa? Chung là nếu mà tính ra độ tuổi nữ thì cũng già rồi. Nên là nếu mà được thì chắc khoảng tầm 1 năm. Dự định nếu mà trễ lắm thì 2 năm đổ lại. Phải đi, mình quyết định vậy đi. Còn trong thời gian đó mình có nhìn bàn tính kỹ lại hơn. Dạ. Tại mình thương nhau quá, mình muốn gần nhau quá thì mình tiến sớm hơn. Dạ. Đúng rồi. Còn cái hiện tại mình cứ tính như vậy đi ha. Trong thời gian đó mình tìm hiểu và có sự qua lại. Dạ. Bây giờ mình tiến tới đi. Tiến tới luôn, nắm tay, hát một bài đó tặng cô gái. Anh có một bài anh vừa sáng tác luôn. Là mới 3 ngày nay thôi, nó chưa có được hoàn thiện lắm. Dạ. Nhưng mà chỉ hát một khúc thôi nha. Nhìn thẳng vào mặt bạn gái mình giao lưu cảm xúc tí nào. Nhìn bạn gái. Anh thích em rồi, chỉ vì lòng anh giờ đây muốn nói yêu em. Đừng có buông tay anh nha. Tình yêu của anh trời cao chứng minh. Lời anh nói nguyện cả tấm lòng. Mong em hiểu thấu lòng anh.
về với bên gia đình mình, mong em nhanh quyết định tụi mình đính hôn. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Chúng ta để tay vào nút bấm đi, suy nghĩ cho kỹ. Đây là tương lai của mình, đây là con đường mình đã chọn, mình sẽ chọn, và mình phải có trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Và khi các bạn bấm nút đó, các bạn phải thật sự bấm bằng cả trái tim của mình. Thích bấm à? Thì bấm. Dạ em bấm. Yêu là cứ bấm liền luôn, đừng có ngại ngùng gì cả. Em bấm rồi. Còn không yêu thì chúng ta không cần bấm. Nào, chúc mừng các bạn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ có mẹ của Thảo ở đây, xin phép mẹ cho tụi con quen nhau và tụi con hứa cái gì đó. Dạ con xin chào cô ạ. Chào con trai nhé. Từ đây sắp tới là con sẽ trân trọng Thảo và dành những tình cảm tốt đẹp nhất những gì cho Thảo. Và con, một đặc biệt nhất, con không bao giờ để cho Thảo buồn vì con. Con sẽ làm trọn trách nhiệm một người đàn ông. Hay quá. Rồi, đây là những món quà dành cho các bạn. Chúc hai bạn thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quan trọng là thông báo tin vui sớm cho chương trình. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rồi, ok anh trai. Và nếu như cặp đôi này hạnh phúc, chúng tôi sẽ nhân lên hàng ngàn niềm vui như vậy quý vị. Thôi, bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch. Em chơi thể thao giỏi. Chơi thể thao môn gì? À, em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy, tại sao em? À, cái lý do này em cũng không biết luôn. Cô này quá bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. Không em. Mời đi bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn nữ. Rồi, sắp dẻo luôn nha. Dạ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả các vị khán giả. Em tên Lưu Ngọc Triều. Tên gì? Em tên Lưu Ngọc Triều. Lưu Ngọc Triều. Dạ, em đến từ Bình Thuận, hiện em đang làm giám sát an toàn ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Giám sát an toàn? Dạ. An toàn gì? Đó là gì? Dạ, về chịu trách nhiệm về an toàn cho công nhân trên công trường. Trên công trường, tất cả công trường xây dựng này kia ha. Dạ. Rồi. Triều nay nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi ạ. Rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em xin chào anh Nam bên cạnh. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cùng toàn thể các khán giả đang xem đài. Em tên là Bùi Thị Hạnh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ em đến từ Đắk Nông ạ. Đắk Nông. Vâng ạ. Vậy là chúng ta cùng làm việc ở một quận Thủ Đức. Dạ. Cụ thể công việc của em là em làm gì? Dạ hiện tại thì mới đây nhất thì em có làm quản lý spa. Nhưng mà do công việc em có kinh doanh thêm. Em kinh doanh gì? Em kinh doanh online tại nhà. Nên bây giờ em tập trung kinh doanh online ạ. Em bán cái gì? Dạ, em bán thực phẩm chức năng ạ. Và nhiều cái khác nữa ạ. Rồi. Chúc mua mày bán đắt ha. Dạ em cảm ơn. Kinh doanh online hiện giờ đang phát triển dữ lắm. Dạ vâng chị Tường cũng đang cố gắng. Em cố gắng nha. Dạ em rồi. Cảm ơn chị Tường. Bây giờ em hãy nói điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bên kia nghe. Dạ em thì khá là vui vẻ, hoạt bát, em hòa đồng, năng động, em biết nấu ăn, em thích trẻ con và khá là được lòng người lớn ạ. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch, em chơi thể thao giỏi. Chơi thể thao môn gì? Em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy, tại sao em? Cái lý do này em cũng không biết luôn. Tại vì thế là do công việc của em thì chủ yếu là tiếp xúc với nữ giới ạ. Và thời gian thì em tập trung cho công việc khá là nhiều, nên em cũng ít đi tiếp xúc. Nên là... Rồi, dạ. Ok, một lát tìm hiểu kỹ hơn ha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Dạ, em ưu điểm em là biết nấu ăn, hát hò xíu, năng động, nhiệt tình trong các công việc. Nhược điểm của em thì nhiều khi hồi hộp quá em hay quên. Đôi khi hơi nóng tính xíu ạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ có một ạ. Quen nhau bao nhiêu năm? Dạ, hồi đó thì em quen được 2 năm nhưng mà yêu xa. Xa là khoảng bao xa? Thì em đi làm Sài Gòn còn bạn gái đi học dưới quê. Dưới quê là ở đâu? Ở Bình Thuận. Trời ơi xa quá. Từ lúc mà chia tay đến bây giờ mấy năm rồi? Chắc khoảng 4 năm rồi ạ. 4 năm. Rồi mời bạn gái. Dạ em cũng đã từng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì là cách đây khoảng 1 năm ạ. Do em và anh ấy có gặp nhau một lần tại Đà Nẵng, khi đấy cả hai đều đi du lịch. Sau đó thì gặp nhau về có nói chuyện nhưng mà
Về sau nói chuyện thì anh ấy ở ngoài miền Bắc, anh ấy ở Hà Nội, còn em ở Thành phố Hồ Chí Minh, nên là cả hai không hợp nhau ấy à, và hơi xa nhau, nên là chúng em dừng lại cách đây được một năm rồi ạ. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ em muốn một người đàn ông chững chạc ạ, có chí tiến thủ, có sự nghiệp và kinh tế ổn định một chút xíu ạ. Và ngoài ra thì em rất là ghét đàn ông chi li tính toán nhỏ nhặt đấy ạ. Dạ. Anh không chi li đâu. Em có tính toán thôi đúng không? Chi li hả? Nhưng ngoại hình em nhìn cả không rồi. Em thì ngoại hình thì chỉ cần chỉnh chu ạ, ưa nhìn một chút xíu là được ạ. Rồi. Không đầu hói ạ. Rồi. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn trai bên kia là sao? Dạ. Mẫu người bạn gái em thì cũng không yêu cầu cao đâu. Chỉ cần dễ nhìn, cao 1.5m trở lên được rồi ạ. Dạ, tóc dài. Biết nấu ăn. Thích mặc áo sơ mi. Ví dụ mà cao 1.4m được không anh? Được luôn. Nói chung là nãy giờ hai bạn nói ra thì chúng ta cảm nhận rằng hai bên cũng như là gần như đáp ứng những cái yêu cầu các bạn đưa ra. Bên đây thì cũng 80% bên bạn gái đưa ra đó. Còn bên kia không biết sao. Chào chị. Cũng cao ráo đẹp trai ha. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được em? Em dự tính khoảng 2-3 năm. Mình sẽ sống làm việc ở đâu? Sài Gòn. Sài Gòn, lập nghiệp trong này luôn. Dạ. Vậy là hai vợ chồng mình sẽ ở riêng, không có làm dâu. Dạ. Em có phụ công việc nhà cho vợ không, những lúc vợ bận? Dạ, em biết nấu ăn, giặt giũ, nói chung việc nhà cái gì em làm được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hiền quá. Hiền cô này quá, bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. Không em, kinh doanh là hiền là một chị, mà kinh doanh phải lanh lẹ. Mà đừng có giữ quá em sợ. Phải giữ mới trị được em. Rồi, như vậy là hợp lý đó, bên đây cao ráo, đẹp trai, phụ việc nhà cho vợ là được rồi. Thôi, anh qua thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Thử xem coi chiều cao có đúng. Em chào anh ạ. Đúng là cao, dễ thương. Dạ. Thí dụ như anh bên đây, anh cao ráo, cũng đẹp trai, cũng có duyên. Anh đi gặp các cô gái bu xung quanh hoài vậy thì sao? Không lo ngại điều đó lắm ạ. Ừ. Tại vì em nghĩ là quan trọng là người phụ nữ mình. Nếu như là mình đủ sức quyến rũ, đủ sức đến bạn nam về nhà mỗi buổi tối, thế là được rồi. Hay, cái này hay nè. Chúng ta đẹp hoài, chúng ta chăm sóc mình càng đẹp thì chồng không có bỏ đi được đâu ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, đó là một trong những cái điều mà tôi cũng rất là thích ha. Được đó, rất là xinh, dễ thương. Em thấy em thích ngay đó mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, hai em gái ruột ạ. Chị hai xin em ruột. Dạ vâng. Rồi bây giờ trước tiên cho gặp mẹ em trước đi nè. Dạ vâng ạ. Hai em gái ngồi kế bên xin đó chào hả? Xin chào em Thi, Huyền Minh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Thì tôi xin nhận xét về con gái mình trước. Hạnh là người con cả, sau là có hai em gái. Rất là chăm lo cho gia đình và biết quan tâm tới cha mẹ và em. Về nấu ăn, bếp nước thì rất là hoàn thiện. Dạ. Còn xin nhận xét bạn trai bên này thì nếu với so với người mẫu người lý tưởng của con thì cũng được 90% đấy. Thì đấy là do để cho hai đứa để cơ hội để tiến tới với nhau. Xin cảm ơn. Tốt quá, 90%. Cô có cách nào mà cô sinh ba cô gái xinh quá vậy? Thưa chú Quỳnh Linh xinh nhưng mà đều ba cô đều ế cả. Ế hả? Vậy lên đây từ từ nha. Nhờ chương trình bạn mới hào chuyển giúp để làm mối cho hai cô em luôn. Rồi, dạ. Cô kia là sinh năm mấy? Cô nhỏ nhất. Cô em út là 99, cô thứ hai là 97. Rồi, cho 97. Một ý kiến của em gái đi. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. Dạ. Và xin chào các cả khán giả ở trong trường quay ạ. Em chào anh ạ. Con xin nhận xét về anh ở bên này thì thấy anh rất là hiền và thật thà. Tính tình cũng vui vẻ. Ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Như con thì con thấy hai anh chị rất là hợp nhau ạ. Rồi. Dạ. Bây giờ cho chị kế bên nói một câu đi. Chị đó cũng xinh lắm đấy. Này chị giữa đúng không? Chị giữa. Thấy anh này được không? Con thấy được ạ, tại vì cũng thấy hợp với mẫu người lý tưởng của chị con ạ. Và thấy anh cũng cao ráo và thấy cũng là một điểm tựa cho phụ nữ ấy ạ. Rồi, tại... 97 với 99 để chú lo nha. Thế vậy thì con cảm ơn ạ. Rồi, chúng ta chuyển sang đàn trai đi. Là em đi với bạn thân. Bạn thân hả? Dạ. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, chào bạn gái và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Dũng, là bạn thân của Triều ạ. Triều thì là một người năng động, vui vẻ, hoạt bát thì hay làm cho mọi người cười. Thì trong công việc thì Triều rất là siêng năng và chịu khó và có ý chí vươn lên trong công việc. Đối với bạn gái bên này thì mình thấy rất là dễ thương, cao ráo, thì phù hợp với những tiêu chí mà bạn Triều đưa ra.
qua chương trình thì hy vọng thì hai bạn có thể cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, ý kiến hai bên đã có rồi ha. Bây giờ là quan trọng là bản thân của hai bạn, mình cảm nhận về nhau như thế nào. Mở cửa hàng rào. Rồi đó. Anh có món quà tặng dạ, em. Dạ, em cảm ơn. Chứ anh chờ em xíu, em có món quà tặng anh. Gái luôn mũi cao. Cảm ơn em. Rồi, bắt đầu trò chuyện với các bạn. Cảm nhận thế nào khi lần đầu tiên các bạn gặp nhau? Em hồi hộp. Em cũng hơi hồi hộp. Bạn rất xinh ạ. Dạ, em cảm ơn. Em với bạn gì? Xinh thì nhìn thẳng vô mặt mà nói đi. Lần đầu tiên gặp em thì khác với suy nghĩ của anh. Dạ, khác như thế nào ạ? Anh suy nghĩ, suy nghĩ của anh là một người tóc dài. Nhưng em... Em tóc ngắn. Tóc ngắn. Dạ. Nhưng tóc dài, tóc ngắn cái nào xinh hơn? Dạ, tùy theo gương mặt anh. Nhưng với bạn thì tóc ngắn cũng xinh mà chắc tóc dài cũng xinh đó. Dạ, thế anh cho em hỏi một câu hỏi nha. Dạ, anh có suy nghĩ như thế nào về gia đình nhỏ của mình trong tương lai sau này? Kiểu đi làm về, được gặp vợ. Đi làm về mệt mỏi, vợ chỉ cần cười thôi. Là mọi... Mệt không, không, đi hết. Không nấu cơm cũng được anh, không ăn cơm cũng được. Nấu cơm anh nấu được mà. Anh chỉ anh nói chỉ cần cười thôi. Chung là nếu mà đi làm về muộn quá thì tất cả cứ để cho anh. Dạ. Tiếp đi, sau đó. Này kinh tế trong gia đình ai quản lý, con cái thì sao? Kinh tế chắc để vợ quản lý, nhưng mỗi ngày chi em một khoản nào đấy để em đi lại. Một khoản là bao nhiêu ạ? Thì tùy theo ngày đó công việc cần những gì. Dạ. Anh có chắc là anh không chi ly tính toán nhỏ nhặt đúng không ạ? Anh thì không. Anh có cầm ràm không ạ? Không. Thôi bây giờ hát bài đi, mọi người hát bài cho nó không khí lên đi. Thấy hơi căng thẳng rồi đó. Hình như là bạn trai thấy cô gái xinh quá bối rối. Vâng, em xin phép tặng mọi người một đoạn trong một bài. Hát tặng cô gái kìa, cái người đối diện em mới quan trọng kìa. Tặng em một cô gái mà hát nha. Đừng quên lời. Nắm lấy tay anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng nghe từng nhịp tim em, nắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em gái, đáp lại đi em. Dạ, thế em xin hát một đoạn tặng anh cùng tất cả mọi người ạ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, dịu dàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Rồi, để tay nút bấm. Còn việc bấm hay không là do trái tim các bạn mách bảo. Hãy nghe nhịp đập trái tim của mình. Hãy bấm theo nhịp đập đấy. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Trước mặt ba mẹ, gia đình và thậm chí là hàng triệu khán giả đang xem. Không dối lòng mình nha các bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm hơi trễ nha. Nó không có vô anh à. nó không có vô. Có vô hả? Nắm tay đi. Đó. Xin phép. Nói đi. Nói bác gì đi. À, bác cho con xin phép hôn em Hạnh một cái. Thôi chứ bây giờ làm khó chàng trai ha. Dạ. Để xem bản lĩnh của anh tới đâu thôi. Dạ. Chứ đây mà người nhút nhát dễ thương lắm. Dạ. Rất là chân thành. Dạ. Nhiều khi ta nói hoa mỹ quá cũng không tốt đâu. Dạ. Em gái ha. À, anh nghĩ rằng một cái sự năng động của cô gái cùng với một sự chân thành của em sẽ kết hợp tạo nên một cái trái tim trọn vẹn, một tình yêu trọn vẹn nha. Nhớ chăm sóc lẫn nhau nha. Tìm hiểu nhau để yêu nhau nhiều hơn. À, đây là chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn sẽ có những cuộc xem phim thật là hạnh phúc.
người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang, nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi. Ủa. Trời. Nghe gì không? Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người. Em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung. Hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá? Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương chị ạ. Rồi. Mời em dạ. Gái giới thiệu. À, xin chào mọi người trong trường quay, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ngoài lấy Việt Nam. Cái chuyện nó không sao cả, vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ, em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút, cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính, với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa giang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á, nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, hỏi luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. Là mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em là không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Đến mức độ anh Quyền Linh thì được. Có anh được hả? Dạ. Anh mà hói là anh ban qua liền rồi đó. Dạ, chào anh. Là dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ không thí dụ em lấy ông chồng nó về. Xong rồi á, lúc đầu chưa hói. Về em đi, ông quá thời gian, con cái, cơ máu, gạo, tiền. Ông suy nghĩ quá, ông hỏi ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương người đó thôi. Người hói dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ, cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi, bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm.
anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nó nếu như dạ. mà trường hợp mà ví dụ lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu miễn có công việc làm, có dạ, người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi chị. Vậy tôi yên tâm. Dạ chào chị. Rồi chào em. Bên dạ. đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu ạ. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng, muốn đi chơi thì phải nói rõ như mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe, khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ anh yên tâm, em là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ, tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Mà ghen đúng nha, đừng ghen bóng ghen gió hoài là mệt người mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À thì dạ. tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ. Nụ cười kia tươi lắm đó. Em không dạ. biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quỳnh Linh. Chào, em. Chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Chị cảm ơn chị. Em đi với anh trai. Dạ hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Yeah. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Yeah. Nào, mở rào. Chào dạ, em. Chào anh ạ. Nãy giờ sau bước đem hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi. Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính. Có một số nhược điểm cũng giống như anh. Anh có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy, như có một chút tính con nít ở trong đó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì không dạ. không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa dạ. là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta kêu tiền cái bài song ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao ông hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Dạ. Nãy chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị không có thấy cái tướng em đẹp. Em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi em cảm nhận chị. Em chị biết mà, chị biết gu em mà đó, em cứ kiểm tra đi.
Dạ em thấy là hợp với em á chị. Hợp ý đúng không? Thoải mái đi ạ. Thoải mái đi. Dạ anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tênh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Vậy cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt. Em cũng rất là thích. Em hy vọng á, là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được mà anh cũng... Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói lên ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp và có một anh. Cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ, nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, hay nói quá. Vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu gì hay lắm rồi. Nha, để tay nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tay nghe. Ủa? Rồi em đeo em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có rồi, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Những chiếc vé xem phim để dành cho các bạn đến cùng đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để xem phim nha và tìm hiểu nhau. À, ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Nào ta bấm 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 bấm, nào ta yêu 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 và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Rồi mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Cách, chú Quyền Linh và chị Cát Tường, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên cho một phòng khám tại Đồng Nai ạ. À, mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố mẹ em thì ở Ninh Bình. À, làm ở phòng khám là em ngậm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ, em sinh năm 91 ạ. 91, bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích ứng cho sự. Cái đó ưu điểm hả? Ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán tăng doanh số. Dạ. Hay, cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm.
Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều. Ví dụ như là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn ăn manh hết thì có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm mà phí của trời. Có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa. Làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi. Cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái, nhiều có mấy mối tình rồi? Dạ, hai mối tình ạ. Nhát gái cũng được hai mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ, cũng hơn một năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì mình không có hợp nhau. Làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái, em toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không ạ? À. Chứ thực tế bên ngoài thì... coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó động đó, ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy. Dạ ý là cái rung động đó thì chị thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần, chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi, chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Bên nay tình trường mình sao em gái? Dạ tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Trời ơi, quen đếm người được quen 100 ngày đúng 5 ngày chia tay hả? Dạ em giống như là có cái không biết sao á, mà em quen ai 3 người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái hương, ta nói có cái hương đó ha. 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lại hết trơn á hả? Vâng ạ. Dạ. Bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ quá được ạ. Được. Rồi gì nữa? À em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em á là vẻ đẹp nó phải tát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con, mà con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính ạ. Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? À, à nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà ghen ghét cho một anh hàng xóm. À cứ, mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai cũng được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không. Thế chào chú. Cũng hơi không tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi ha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây không hiền có. Lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần, một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó. Lần thứ ba mà bờ luôn. Là đầu sai thì nói luôn đi. Em thấy là đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì? Đúng rồi, bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra. Thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ ạ. Sửa.
Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tóc em dài là em sẽ cưới. Liên quan gì? À, em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Ví dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá, và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Mà em không đồng ý. À, nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À, mình có đội tóc dài không được? Trời ơi, chừng nào đám cưới được em? Dạ, em thì lúc nào cũng được, mà chắc sang năm được chị. Sang năm? Dạ. À, có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế bây nào cũng được ạ. À, mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau chị. Tính sau là tính nào tính luôn, là cô nghe cô được, cô mới sắp xếp chứ. À, thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. À, có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường, dạ, cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây, trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là độ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ, nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Cô. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? À, em đi với chị gái ruột, em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh, MC Cát Tường, chào bạn nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn nam bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi, không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok, hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Họ chưa có người. Chưa có. Ngát mà, không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉn chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn nên bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. Anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy em cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. À? Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa? Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là Bắp Đăng Bơ, một đứa là Coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? À, vậy cũng được. Đặt trà sữa hả? Nhưng mà nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp vô mới cái là em có hay vào thành phố không? Em ở khúc nào vậy? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay Đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thế cũng gần mà. Anh ở bên chỗ Dĩ An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần giữa tuần, lần cuối tuần. Rất nhiều đấy nhở. Thế cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh, còn khi mà về nhà rồi thì về vẫn chi trả nhường em. Anh thấy thì sao? Chưa lấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À, có rung gì chưa? À, có rung. Em thấy cũng hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con, đặt tên con luôn rồi. Đoán quá. À, tí nữa em có rảnh luôn không? Dạ có ạ. Em nghĩ. À, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không. Không có vé đâu xem phim. Ờ,
có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Ô, hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt lắm hả em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày xưa có một chuyện tình. Ý nghĩa là do cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Dạ. Dạ hả? Nào ta cũng bấm 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 bấm. Ta cũng yêu 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 yêu. Ta cũng cười 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 cười. Đơn giản vậy, bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên, cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè. Ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi, cổ em thích lãng mạn lắm, cổ đọc chuyện không, này kia không thường. À? Anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Đi bấm nút nha. Rồi. Rồi để tay đặt bấm lên bấm nha hai bạn đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha. Chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. Một, hai, ba. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? Thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh Hoàng Phạm. Phạm gì? Phạm cô cá, Phạm mất răng bơ. Đây là những vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ông hôn mà ông dán tóc ông chép chép trước nè. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh. Quýnh ai? Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Nếu mà hói thì cỡ chú thôi đừng có hôn. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Ôi, chào em. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên chưa, kia. Chưa, bạn nam bên kia chưa có ra. Chú dạ. Chào con, có mình dạ. Chú à con. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Bùi Thụy Tiếp Vân. Em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên dịch vụ giấy tờ nhà đất, bất động sản. Rồi, mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và bạn gái bên đó, ban giám khảo. Không có ban giám khảo. Có ban khán giả đang coi đài.
Em tên là Tính, tên đầy đủ là Đinh Đức Tính. Ở nhà thì thường thường anh chị em công ty hoặc là mẹ ba thì gọi cái một cái tên rất là dễ thương, đó là Tính Đẹp Trai. Em sinh ra ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Di An, Bình Dương. Em năm nay thì 31 tuổi. Em thì điều hành và kinh doanh du lịch. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vân? Dạ, điểm mạnh của em là làm cái gì cũng tới nơi tới chốn, không có dở dở luôn luôn. Thì công việc nhà với lại nấu ăn rồi này kia thì em làm được hết. Làm được hết. Dạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng tính. Nóng là nóng trong chừng mực thôi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh ai? Trời ơi, quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Khi nào mà nó hổn hay gì quá mất đó, thì mới quýnh thôi. À rồi. Nó hổn với chồng quýnh luôn à. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em thì khía cạnh gia đình thì em cũng rất là thích nấu ăn. Em rất là quả quyết trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà cái nhược điểm của em thì trong công việc mà ai mà làm sai thì em hay khó chịu. Tức là em hay khó tính chút xíu về cái công việc. Rồi trong gia đình cũng vậy, ai mà không gọn gàng thì em cũng rất là khó chịu. Và em thể hiện ra mặt luôn. Nhưng mà cũng khó tính ha. Hơi khó tính. Dạ. Giống em luôn hả? Giống như là nói chung ở nhà để đổ đâu thì để yên gọn đó cho em. Đựng bài bừa này kia nọ là em rất là ghét. Có hơi nghĩ mình hơi gia trưởng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Hỏi bên kia bên này trả lời có luôn. Vậy là bên đấy gia trưởng. Bên này thì không ra trường. Hơi một tí thôi, kiểu hơi... như thấy đúng em khuyên thì nghe em tí. Nhưng mà nếu khi mà hai người gây lộn cãi nhau thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chút xíu im lặng? Chắc là có lẽ em là chịu thiệt thòi. Chắc không à nha. Dạ không sao, nhưng mà lúc đấy em về em sẽ đập đầu vào gối. Rồi bây giờ tình trường của hai bạn thì sao? Dạ em trải qua 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Tại sao chia tay? Dạ 4-5 năm. Em không thích kiểu như là chưa cưới về đã như xét cho em là phải làm công việc đó, việc đó. Không cho em đi làm ở ngoài này kia nọ. Bao lâu rồi? Dạ 2 năm hơn. Bây giờ mình từ 2 năm nay là không quen ai hết? Dạ cũng có quen nhưng mà tìm hiểu thôi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì 2 mối tình. Một mối tình thời đại học. Rồi bắt đầu em với quen một cái cô gái nữa. Nhưng mà cô ấy ở ngoài miền Bắc. Hy vọng hôm nay cái duyên này nó kết cái phần là xong. Nha. Rồi. Bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm người cao trên 1m7. Rồi, biết có cách, biết cách ăn mặc một tí. Rồi. Không hô không hói. Còn gì nữa? Cho những người hô hói. Biết cách sống với gia đình với lại mọi người xung quanh. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích mấy người càm rõ. Nóng tính hay càm ràm. Em cũng nóng tính mà em không thích người ta nóng tính. Dạ phải có một người cương. Một người cương phải có một người nhu. Chứ không thể nào mà hai người cùng cương hết được. Rồi gì dạ. Nữa em không thích bê bối. Nói chung là ở giờ. Bạn trai bên kia nhắm đạt được tiêu chí bên này bao nhiêu phần trăm? Chắc có lẽ là đạt được 90%. Em thì chưa thấy hô mà cũng chưa thấy hói. Để tôi qua tôi hỏi cái vụ hói này coi. Chào chú Nguyên Linh. Chào con. Nếu như mà lỡ mai một cái người hói, người ta thương con, người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình, thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi, cỡ chú thôi, đừng có hôn. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Con thích hói thiệt luôn hả? Không, nhưng mà cỡ chú thì ok. Nhưng nếu hói hơn thì sao? Hói kỳ lắm. Sao kỳ? Okay. Hói mấy người hói người ta thông minh lắm á con. Cái quan điểm mày thay đổi đi. Dạ, thôi vậy hơi hơi thì được. Hơi hơi cũng hơi hơi. Thôi được rồi. Nè, chú nói cho con nghe nha. Chàng trai bên đây á, nãy giờ rất là chững chạc, đủ tiêu chuẩn của con. Không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Con không thích chủ phu, nóng tính. Hay bên này hơi nóng tính. Nói nhiều, cà rỡn. Rỡn. Có rỡn không? Thì dạ chưa thấy. Không, rỡn vui mà. Không thì vui kiểu nhưng mà đừng có nhây quá. Nhây nó vui hơn mà. Giống như là đang bực mà càng nhây dễ có chuyện lắm. Là con quýt liền đó đúng không? Em còn quýt mà. Thôi được rồi, bên đây chững chạc không có nhây rỡn đâu. Bên kia mẫu người lý tưởng mình như thế nào, muốn tìm một người vợ ra sao? Cô ấy cao 1m55 đổ lên, da trắng. Có luôn. Biết quan tâm tới gia đình, đặc biệt là phải biết nấu ăn.
Biết nấu ăn không em? Dạ biết. Anh ơi, em mới đi Nha Trang về nên bây giờ em đen lắm, anh có chịu được không? Đừng đen như anh là được. Dạ anh đen lắm ha. Anh đen lắm. Chào em. Dạ, chào chị. Có cái gì mà không thích ở người bạn gái không? Hơi khó tính. Anh ơi, em khó tính lắm anh ơi. Cái công việc em làm là em có hay đi công tác xa rồi gì không hay là... Dạ em thì có những cái trường hợp mà bắt buộc thì em hay phải đi trực tiếp và cũng như là quan hệ về khách hàng. Có lúc mà thiếu hướng dẫn thì em sẽ làm guide luôn. À hay dạ. Quá đấy. Thường thường anh đi lâu nhất bao nhiêu ngày anh? Đó. Lâu nhất có lẽ là sẽ là 6 ngày. Em có ghen không? Dạ không ghen, nếu mà lỡ có gì mà em biết được đó là đi luôn. Em sắp xếp lâu lâu thì dạ, em đi theo tôi chung với ảnh cũng được. Dạ, đúng không em? Được không em? Dạ được chứ. Được chứ hả? Hạnh phúc nhất là được dẫn người bạn gái của mình hoặc là người vợ của mình đi chơi cùng mình. Không nói vậy thôi, nếu mà bạn gái thì ok, tới chừng tới vợ rồi thôi. Thì hay này kia lắm anh ơi. Ví dụ như em đòi đi thì thôi, ở em ở nhà đi, em đi làm chứ không phải là anh đi chơi hay này kia nọ đâu. Thấy ảnh là cũng cao to đẹp trai đó, ngon lành đó, công việc ổn định. Rồi bây giờ mình có đi với người thân không nè? Dạ có, em đi với mấy cô, mấy thím với lại bạn em. Rồi. Bạn Cát Tường và bạn Hiền Linh cùng các bạn xem đài. Tôi là Thế Lan, là cô ruột của bé Vân. Dạ. Em mới nhìn thì rất là có cảm tình với hai đứa. Nhưng mà thú thật vì hoàn cảnh của Vân á thì phải nói là cũng đáng thương là mẹ đang bệnh. Do đó Vân phải vừa đi làm mà em thì học lớp 12. Ba thì phụ cũng ở nhà cũng buôn bán vậy đó để lo cho mẹ. Thì không biết là về có chấp nhận thông cảm được hay không. Tướng tá thì rất là ok. Mà đi công tác thì đi du lịch thì miệng lưỡi cũng nhiều lắm. Mà không biết là cái số hậu qua thì như thế nào. Thưa cô thì con cảm ơn lời chia sẻ của cô. Thì về gia đình thì làm bổn phận con cái thì lúc nào cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu. Như mẹ con hồi xưa cũng thế thôi. Nhà có 4 anh chị em. Trước khi mẹ con mất thì tụi con cũng phải tự đi chăm mẹ thôi. Thì con cứ hiểu cái hoàn cảnh đó. Và mẹ bệnh bao nhiêu thì cũng phải lo cho mẹ bấy nhiêu. Lo cho gia đình rồi xong bắt đầu là đến cái việc của mình. Mẹ khỏe thì mình cũng có sau này. Con thì đi công tác cứ 1 tuần. Hoặc là nếu mà dài hơn nữa thì cũng khả năng tới 10 ngày. Cô cứ yên tâm. Dạ con đã yêu ai thì yêu hết mình. Okay. Rồi tính đi với ai tính? Lần này em đi với anh trai ruột, anh Tình và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Rồi chào anh. Thì theo anh thấy thì cô gái bên này thì cũng được, cũng đúng yêu cầu của em. Nhưng mà tính em của anh ấy thì nó cũng hay giỡn lắm, nó vui tính. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ chúng ta đã nghe nói chuyện với nhau, trao đổi và nghe ý kiến của người thân rồi. Cái quan trọng là hai bạn gặp mặt cảm nhận như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi bạn. Chào ạ. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn ạ. Rồi chúng ta trò chuyện thoải mái đi các bạn. Anh gặp em, em rất là dễ thương. Cảm ơn ạ. Anh làm bên ngành du lịch và cũng như là đi lại đi công tác thì 1 năm thì cũng khá là thường xuyên. Thì không biết là em thấy thế nào? Miễn sao anh có đi có về là được rồi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Thì giống như tính chất công việc. Em cũng đi giao tiếp này kia nọ. Nói chung là cũng có uống bia đó. Anh có khe mấy chuyện đó không? Tiếp khách thì cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Nhưng mà em đừng nhậu nhiều quá. Về nhà mà say lúc đấy là... No, em không bao giờ. Đúng vậy, em sẽ giữ bình tĩnh khi em về nhà. Nhưng mà em đi nhậu vậy anh cũng đâu có sao đúng không? Không sao. Bình thường anh uống được bao nhiêu? Anh uống giỏi lắm, được lon đến lon thứ 3 là cũng hơi say say rồi. Em cũng được cỡ đó. Vậy về nhà nói hai người nhậu chung nhau được rồi đó. Em lâm quá thì anh có cảm giác mình đanh đá không? Không sao. Hiện tại giờ phút này mình cảm nghĩ như thế nào? Mình suy nghĩ gì về đối phương và trong lòng mình đang nghĩ điều gì? Nói một câu ngắn gọn thôi. Đồng ý làm bạn gái hay không? Em sẽ trả lời bằng nút bấm. Chính xác. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, là trao duyên với nhau. Chứ không phải bấm nút là đi uống cà phê với nhau. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nào. Wow. Vụ gì đây? À, nắm tay nhau nào.
Nào, hãy có một nụ hôn để chứng minh ngày hôm nay các bạn đến với nhau bằng cả trái tim của mình. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đây đó có một không gian rất là lãng mạn, chúng ta sẽ hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nhé. Gửi tặng các bạn.